Hello quý vị nha. Sáng nay Phú sẽ cùng gia đình đi lên thành phố Buôn Mê Thuột để đi mua đồ về cũng ăn một bữa ăn gia đình. Ngày mai mình sẽ về lại Sài Gòn tiếp tục công việc mới. Còn mình sẽ quay lại cho đoạn nữa mình sẽ quay lại cho quý vị xem ha. Rồi sáng nay mấy anh em mình xuất phát đi về Buôn Mê Thuột ha để tham quan. Lên thăm chú xong rồi về Buôn Mê. Dạ thăm chú xong rồi về Buôn Mê. Cho đặc biệt hết. Trời hôm nay mát. Hàng cầu hai bên nè. Đây là trà tàu à, hai hàng rào là trà tàu hết. Chuối đó. Tây Nguyên ơi quý vị. Chắc mẹ mãi chạy đều trong thank you.
Thank you.